thắc mắc. Thưa các anh chị và các bạn hội viên trường trung học cơ sở Tam Quan, trường tiểu học số 1 Tam Quan, trường tiểu học số 2 Tam Quan, hôm nay nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2022, và hôm nay cũng là một sự kiện mà liên đội trường tiểu học Đắk Mang chúng em ghi dấu vào một mốc truyền thống để rồi mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Quý thầy cô, anh chị, đoàn viên và các bạn đội viên trường trung học cơ sở Tam Quan, trường tiểu học số 1 Tam Quan, trường tiểu học số 2 Tam Quan, không ngại đường xá xa xôi đến giao lưu kết nghĩa và tặng quà cho trường chúng em. Kính thưa quý thầy cô, thưa các anh chị và các bạn, trường tiểu học Đắk Mang được thành lập năm 1974. Lúc bấy giờ, trường chỉ được xây dựng đơn sơ, phòng học chưa đủ cơ sở, còn thiếu nhiều. Nhưng hiện nay, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trường em được xây dựng khang trang, phòng học đầy đủ, sạch sẽ và thoải mái. Trường có 12 lớp học, tổng số có 210 học sinh, chủ yếu là dân tộc Ba Na và Ê Đê, chiếm 99%, đa số là con nhà nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên việc vận động công tác xã hội hóa, đồng góp xây dựng cơ sở vật chất cho trường còn hạn chế và thiếu thốn. Hôm nay, được sự quan tâm của quý thầy cô giáo, các anh chị đoàn viên và các bạn đội viên của ba trường Tam Quan đã vận động quyên góp mang đến tặng cho trường chúng em những món quà quý giá, đặc biệt là tình cảm của quý thầy cô, các anh chị và các bạn trong buổi giao lưu kết nghĩa hôm nay. Để thể hiện tình cảm và biết ơn sâu sắc và tỏ lòng chân thành của chúng em xin đại diện cho 210 học sinh của trường xin hứa ra sức học, nỗ lực học tập, xây dựng phong trào đội của trường ngày một đi lên, sánh vai cùng với các liên đội đồng bằng. Đó không những là ước mơ của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo nhà trường, mà còn tất cả các bạn đội viên và nhi đồng trong toàn liên đội chúng em. Một lần nữa, em xin thay mặt tập thể liên đội trường chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị và các bạn của ba trường. Kính chúc quý thầy cô, các anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, thành đạt và luôn gắn bó tình cảm với trường chúng em. Em xin chân thành cảm ơn.